Vâng, xin chào quý vị các bạn. Tôi là Lịch đến phòng truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay xin mời quý vị các bạn sẽ cùng tôi về thăm lại một công trình nhà vườn mái Thái do công ty chúng tôi thiết kế cho gia đình nhà bác Hoàng Văn Mì, có địa chỉ tại xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Thì ngay sau đây, mời quý vị các bạn chúng ta sẽ đi vào bên trong để tham quan toàn bộ thiết kế ngoại thất cũng như nội thất của công trình nhé. Vâng, xin mời quý vị. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngồi cạnh tôi đây là bác Mì, là chủ nhà. Thì bác Mì sẽ chia sẻ cho mọi người một vài những cái cảm nhận sau khi mà sử dụng dịch vụ thiết kế nhà bên chúng tôi nhé các bạn nhé. Vâng, cháu xin phép chào bác ạ. Cảm ơn Trung. Vâng, thì bác ơi, thì hôm nay em cháu về thăm lại công trình nhà mình. Thì cũng xin phép bác và gia đình cháu quay lại video nhà mình ấy, chia sẻ mọi người một mẫu nhà vườn khá là đẹp. Thì trên đây bác cũng chia sẻ cho mọi người biết là cái quá trình xây dựng nhà mình mất bao nhiêu thời gian. Trong quá trình xây dựng đấy, sau khi nhận hồ sơ bản vẽ thiết kế công ty chúng cháu, thì có thợ xây dựng có gặp cái trục trặc hay khó khăn gì trong quá trình thi công không ạ? Báo cáo với các chú là cũng được sự coi như vậy, gia đình bố trí làm căn nhà gọi là che nắng che mưa, được sự quan tâm của công ty về với gia đình coi như vậy, thì đúng là cũng thời gian thì cũng gần 3 năm rồi. Đến hôm nay thì nói chung là cũng đang còn coi như vậy, là có một tí khuyết điểm là về cái sơn cái bề ngoài nó chưa được chuẩn lắm, cũ rồi đúng không? Cũng đang còn bị lỗi mấy điểm. Này là cái phần sơn, còn coi về về thiết kế về công trình thì nói chung là tôi hoàn toàn coi như vậy là chấp nhận là chuẩn, không có gì phải nghi ngờ. Trong quá trình sử dụng hơn 3 năm rồi, chú thấy không gian bên trong có tiện nghi, thoải mái, đi lại có thoáng đãng không ạ? Có mát mẻ? Quá thoáng đãng, quá mát mẻ luôn, và âm thanh coi như vậy là tuyệt vời. Dạ vâng. Cái chi phí xây dựng của nhà mình là vào thời điểm đấy là tổng là hết bao nhiêu nhỉ, chú nhỉ? Tổng chi phí của công trình thì hết 2.785.000.000. 2 tỷ đúng không? 2 tỷ 7 đúng không? Cho là 2 tỷ 7 đi. Cho khoảng gần 300 mét vuông sử dụng. Vâng, gần 300. 289 mét vuông. Vâng. Đấy là 2 tỷ 7 là cả tất cả công trình phụ trợ, cổng, tường, hàng rào rồi một vài công trình phụ trợ bên này nữa đúng không? Dạ, tất nói chung là tổng công trình là hết 2 tỷ 8. Thế từ khi mà hoàn thiện bây giờ thì có nhiều người đến thăm xin mẫu hay là khen chê gì không ạ? Còn nói chung là khen là phần chính, chứ còn coi như vậy là về cái phần chê thì chưa thấy có. Chưa có. Vâng. Thì hôm nay anh em cháu về đây cũng quay, trước hết là quay video, thứ hai là cũng rất là cảm ơn hai bác đã tin tưởng và sử dụng cái dịch vụ thiết kế bên công ty ông cháu, thì tiện em có một cái món quà nhỏ nhỏ gửi tặng gia đình mình. Chúc bác và mọi người luôn luôn mạnh khỏe. Thế thì đúng là xin cảm ơn công ty quan tâm đến gia đình và chúc sức khỏe cho gia đình, là gặp nhiều may mắn. Dạ vâng. Thế xin cảm ơn công ty. Dạ vâng, chắc cảm ơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì đây là khu vực cổng chính bước vào khuôn viên nhà của bác. Thì xung quanh đất của gia đình thì rất là rộng, như mọi người đã nhìn từ cái máy bay trên cao, mọi người cũng đã thấy khuôn viên đất này, toàn bộ sân vườn xung quanh đều của gia đình bác hết. Thì bác đã quyết định là xây dựng nhà vị trí này. Thì đây là cái lối đi vào cổng chính ở đây, vị trí cổng chính này. Chúng ta sẽ đi vào bên trong sân. Thì, đây là cái khu vực sân trước của ngôi nhà. Mặt tiền ngôi nhà sẽ hướng ra phía bên này. Đó. Thì các bạn thấy với khuôn viên đất rất là rộng này, thì chúng ta thấy một ngôi nhà thiết kế với xung quanh đều có sân vườn, tiểu cảnh, rồi mọi yếu tố đều rất là đẹp nha các bạn nhé, rộng rãi, thoải mái. Với cái thiết kế đó là một cái mẫu nhà vườn mái Thái, phong cách thì cũng rất là đẹp, rất là mới mẻ, mọi người thấy đây.
toát lên, nổi bật lên giữa xung quanh là toàn là cây cảnh và núi rừng các bạn nhé. Đấy. À, về cái thiết kế thì mọi người thấy đây, phát triển kiến trúc theo chiều ngang nhé. Chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 trục nha. 4 trục chính. Ngoài ra thì những cái vía đầu nhà hoặc bên này và bên này chúng ta đều có những cái vị trí cửa mở ra để kết nối với những không gian phụ trợ của gia đình xung quanh. À, chúng ta sẽ có khu vực sảnh chính ở đây. Cái mảng tường của toàn bộ khu vực sảnh chính này, hai trục bên này cùng một trục tường. Phía bên kia chúng ta giật vào một chút. Phía trước ở những cái mảng tường có trước của những cái phần ô cửa sổ mọi người thấy đều thiết kế ở phần sân đều có thêm những bột hoa cây cảnh để tăng lên cái tính thiên nhiên thẩm mỹ của cái ngôi nhà. Đó. Ở khu vực sảnh chính này thì chúng ta thấy có thiết kế có hai cột sảnh chính hai bên này. Trên chúng ta có một cái phần trần của sảnh chúng ta đổ phẳng nhé các bạn nhé. Các hệ mái thì các bạn thấy là chúng ta có 1, 2, 3 này. Mái chính là 4 các bạn nhé. 4 mái mặt này chúng ta có 3 mái này. Có một mái ở theo chiều dọc của nhà này. Đấy, thì cái mái dọc này chúng ta giật làm hai cấp, một mái chính ở khu vực nhà và một cái phần đầu thò bên trục thứ tư bên kia. Đó. Thì nhìn ở trên cao mọi người thấy cái hệ mái nó rất là đẹp, rất là nổi bật với những cái kiến trúc hệ mái nó rất là đặc sắc. Màu sắc thì mọi người thấy đây chủ yếu là chúng tôi kết hợp giữa màu xanh ghi và màu trắng các bạn nhé. Thì là đan xen lẫn nhau. Màu chủ đạo của những mảng tường chúng ta có màu xanh nhạt này. Đấy, G phân tầng ở vị trí G phân tầng mọi người thấy giữa cái phần chỉ trên của cái phần dạ trên cửa sổ và lên bên trên nữa. Chúng ta có màu sơn trắng chạy xung quanh nhà. Đó. Kết hợp với sự nhấn đi nhấn lại của phần màu trắng của phần chỉ lõm này, của phần trần này, của phần văng mái này, đó là cái sự kết hợp màu sắc rất là hài hòa. Phào chỉ mọi người thấy đây, sử dụng những phào chỉ vuông thôi, chạy chạy xung quanh những cái rèm cửa sổ này, phân chia những cái vị trí mái ra. Ở cái vị trí những cái vận mái này mọi người thấy đây, phần mái bên này nữa này, dọc xuống theo cái chiều dọc của cửa sổ mọi người thấy thiết kế thêm những vật liệu ốp lát tạo điểm nhấn cho những cái không gian của phần phía mặt tiền. Trên này thì phần mái chữ những cái phần mái thì mọi người thấy đây, chúng tôi thiết kế thêm những cái phần ô thoáng của mái, ngoài cái mục đích là trang điểm cho không gian kiến trúc cũng có cái thêm một cái tác dụng đó là thoát toàn bộ thông thoáng được cái không khí trong cái phần mái ấy, thì tạo cái sự mát mẻ cho phần mái dẫn đến cái ngôi nhà trở nên mát mẻ hơn các bạn nhé. Phần cửa sổ thì cửa chính thì chúng tôi và cửa sổ chúng tôi đều thiết kế cửa gỗ gia đình cho gia đình, nhưng mà cái phần kính thì mọi người thấy sử dụng panel kính gần như toàn bộ. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy được cái ánh sáng tối đa vào cái khuôn viên ở bên trong, không gian ở bên trong. Cao độ thì mọi người thấy là thiết kế từ sân lên nhà tôi thiết kế gia đình là 5 bậc này. Tường đường từ đó lên chúng ta sẽ có 4m2 và từ phần G phân tầng áp mái đổ lên chúng ta thiết kế chiều cao theo cái độ dốc tiêu chuẩn của phần mái thái các bạn nhé. Đó. Chúng ta sẽ đi sâu vào đây một chút để tham quan một số những cái chi tiết phảo chỉ. Các bạn để ý thêm đây, toàn bộ đấy công trình chúng tôi sử dụng phương án pháp là ốp lát hết các bạn nhé, ốp lát gạch bằng ceramic rất là sạch sẽ cho công trình. Toàn bộ phần gỡ ngăn cách giữa phần đế và phần thân thì có những cái hệ phảo chỉ đây, hệ chỉ lõm đây. Đó. Ở phía bên này mọi người để ý này, giật ra một chút này, tạo được cái hình khối của phần mái bên này, và cũng như là đây cũng là một cái yêu cầu rất là đặc biệt của bác, đó là bác có muốn một không gian phòng đây, làm sao nó thiết kế cho bác một cái vách kính ở đây nhìn ra thiên nhiên các thứ nó sẽ tươi mát hơn. Đấy, đó là lý do mà cái phòng này chúng tôi giật ra một chút này, vừa tạo hình khối vừa đảm bảo công năng bên trong yêu cầu của bác. Đấy, thì cái ngôi nhà này khá là thuận lợi ở cái chỗ là đất đai rất là rộng thoải mái, mọi người thấy phần văng mái đều buông ra hết được cái phần bên ngoài nhé, thì cái phần giọt danh của nước nó sẽ rớt ra toàn bộ cái phía ngoài công trình. Đó. Đây chúng ta sẽ quan sát một chút cái phần cửa sổ. Cửa sổ đi, phào đứng này thì chúng tôi thiết kế vuông này to, chạy dọc lên nhà, chạy dọc. Xong ăn với phần G, phần của phần đáy của phần mái buông ra ấy. Chúng ta sẽ tạo thêm một cái điểm nhấn ở khu vực cửa sổ này, vật liệu ốp lát đây. Đó, trên kia nữa. Phào được sơn màu xanh đậm các bạn nhé. Đó. Rồi chúng ta sẽ đi về phía bên này, tham quan một chút cái phần bên này. Đó, khu vực bậc sảnh lên các bạn thấy đấy, bậc thì ốp đá này.
Ở giữa thì chúng ta có đá màu vàng, hai bên đá màu đen, hai bên phía hai cột sảnh đây, thiết kế rất là cầu kỳ tỉ mỉ, hai cột sảnh rất to vuông vức này. Phần đế cột được ốp đá, thân cột cột thì sơn màu xanh đậm này kết hợp với chỉ màu trắng. Trên cũng phào phần cổ cột, thiết kế cũng rất là đẹp. Mảng tường bên này mọi người thấy đây, chúng tôi giật vào một chút này. Giật vào một chút. Đó. Vẫn có các bộ vị trí bồn hoa cây cảnh này. Đó, hệ phào chỉ rồi thì cái vị trí này nó giật vào đây sẽ tạo lên cái hệ mái nó rất là đẹp nhé các bạn nhé. Khi các bạn nhìn trên cao các bạn đã hình dung ra rồi. Đó. Phía bên này là công trình phụ trợ của gia đình, chẳng hạn như phần mái tôn để đồ các thứ, kết nối thêm phần cửa đi ra đây. Đó. Thì tiếp theo mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đi vào bên trong xem cái thiết kế nội thất bên trong. Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ năm bậc, sau khi bước năm bậc lên khu vực sảnh chính, bước vào trong là chúng ta sẽ đến với không gian phòng khách. Phòng khách được chúng tôi thiết kế gia đình nhà bác với diện tích là 40 m² các bạn nhé. Quy cách lát nền gạch là 80-80 này. Ở trần chúng ta xây trần chát phẳng, nó tường này sơn màu vàng nhạt. Đây là khu vực đặt bàn ghế uống nước. Đó. Để tiếp nối không gian phòng khách đi vào bên trong thì sẽ đến không gian phòng thờ các bạn nhé. Phòng thờ này chúng tôi thiết kế gia đình là rộng là khoảng 10,8 m². Chúng ta có khu vực đặt bàn thờ ở đây này, nó kết nối với không gian phòng khách các bạn nhé. Phòng thờ diện tích cũng khá là hợp lý, vừa đủ đặt khu vực án gian này. Đó. Và từ khu vực này chúng ta đi xuống như này, rẽ phải sang đây sẽ là một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này chúng tôi thiết kế gia đình rộng là 13,8 m² các bạn nhé. Để chúng ta sẽ có một cửa sổ mở vị trí này đây, giường chúng ta là đây. Cửa thì sử dụng cửa nhựa composite hết các bạn nhé. Toàn bộ cửa trong nhà chúng ta cửa nhựa composite, một vài cửa vệ sinh là cửa nhôm nghệ thôi. Đấy. Thì từ bên phòng ngủ bên này đi sang bên này, chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ khép kín với diện tích là 15,9 m² các bạn nhé. Đấy. Thì đây chúng ta sẽ có khu vực vệ sinh này, cửa vào đây. À, bên này chúng ta sẽ có một cửa gỗ panel kính đây. À, khi các bạn quay ở phía mặt tiền các bạn đã nhìn rất rõ phần này, chỗ này nhìn ra phía trước nhà. Đó. Khu vực vệ sinh này là diện tích là 3,7 m² các bạn nhé. Khu vực vệ sinh này đúng ở vị trí này khá là hợp lý. Tiếp theo đi xuống dưới này sẽ là không gian bếp ăn. Đó. Thì đây cũng là khu vực vệ sinh chung của toàn bộ không gian sử dụng luôn các bạn nhé. Chúng ta tách riêng nha, khu vực tắm bên này với diện tích là 5,2 m². Bên này là khu vực vệ sinh và diện tích là 2,8 m². Đó. Ở vị trí đặt máy giặt ở đây. Ở đây chính là không gian bếp của gia đình. Đó. Chúng ta có tủ kệ bếp ở dọc thẳng theo hướng này đây. Đó. Bên này chúng ta có một cái cửa sổ mở ra phía ngoài. Đó. Đây chính là vị trí mà bức tường giật vào ấy. Các bạn nhìn bên ngoài đã thấy rồi đó. Tiếp theo thì sẽ là cái cửa ra đây và một cái lối đi ra phía công trình trình phụ ngoài này, khu vực chăn nuôi của gia đình như kia. Đây bác có bắn thêm một cái mái tôn ở vị trí này, che mưa che nắng để xe cũng như là khu vực sân ướt ngoài này. Tiếp theo chúng ta sẽ quay về phía trước trên này. Mọi người để ý một chút là cái hành lang đi lại rất là rộng các bạn nhé, rất là rộng, thoải mái, thoáng. Không gian tiếp theo ở đây chúng ta sẽ vào sẽ có một cái phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này chúng tôi thiết kế gia đình rộng là 13 m² các bạn nhé. Chúng ta có vị trí mở cửa sổ đây, ở bên này nữa. Thì hiện tại phòng ngủ này bác chưa có nhu cầu sử dụng các bạn nhé. Đó. Từ khu vực phòng ngủ này đi sang đây chúng ta sẽ có khu vực một cái phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này chúng tôi thiết kế gia đình là 13 m². Chúng ta cũng có mở được một vị trí cửa đây. Đấy. Thì khi các bạn quan sát ở toàn bộ mặt tiền, phần mặt tiền các bạn thấy rất là rõ. Toàn bộ cửa sổ cũng như cửa chính ở phía mặt tiền chúng ta sử dụng cửa gỗ cho đồng bộ với cái vật liệu. Đấy, còn toàn bộ xung quanh nhà và đằng sau thì chúng ta sẽ có cửa nhôm hệ nhé. Đó. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ vào một cái phòng ngủ cuối cùng. Phòng ngủ này với cái diện tích đó là 13 m², chúng ta thấy đây, phòng ngủ này chính là cái vị trí tương đứng đây, chính là cái vị trí mảng tường mà giật ra ngoài đầu nhà đó. Thì chỗ này chúng ta có một cái vách kính này, cửa sổ đây. Đó. Chúng ta sẽ dùng rèm chắn lại, nếu mà thời tiết mà nó mát mẻ mà thì chúng ta ít nắng ấy thì chúng ta mở ra đây thì nó rất là thoáng. Rồi. Vâng, vừa rồi thì mọi người đã cùng tôi tham quan một cái mẫu nhà vườn mái Thái với cái công năng sử dụng là diện tích sử dụng rơi khoảng tầm 280 m² các bạn nhé. Chúng ta sẽ có một phòng khách rất là rộng rãi này, một phòng thờ này. Chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 4 phòng, 5 phòng ngủ các bạn nhé. Một phòng khép kín,
Đó, một khu vệ sinh, một khu bếp ăn, một cái chi phí đầu tư như là bác chia sẻ là rơi khoảng 2 tỷ 7 các bạn nhé, cho toàn bộ khuôn viên, sân vườn, hàng rào, cổng và một vài công trình phụ trợ khác nữa. Đấy. Thì hy vọng qua video vừa rồi cũng có thêm một cái mẫu nhà mới để mọi người tham khảo trong cái dự định xây dựng nhà tương lai của mình. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video chia sẻ nhà tiếp theo. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.